5G bình dân. Smartphone mới của Samsung được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 855 5G, dung lượng bộ nhớ trong 6GB hoặc 8GB, lưu trữ 128GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD tới 512GB. Galaxy A95 5G được trang bị 3 camera, camera chính 48MP f2.0, camera quét độ sâu 5MP f2.2, và camera góc siêu rộng 8MP f2.2 mặt trước là camera selfie 32 megapixel f2.0 với trọng lượng 206g. Galaxy A95 g không phải smartphone nhẹ nhất của Samsung. Máy được trang bị màn hình cỡ lớn 6,7 inch. Pin của Galaxy A95 g là 4500 mah, hỗ trợ sạc siêu nhanh 25 w Smartphone được tích hợp cảm biến vân tay dưới mặt kính và hỗ trợ công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Galaxy A95 g được bán tại Hàn Quốc từ hôm nay, rồi sau đó mở rộng sang thị trường khác trong các tháng tới. Giá bán sẽ được công bố sát thời điểm bán. Samsung cung cấp hai tùy chọn màu khác nhau cho Galaxy A95G, đen và trắng. Mặt kính sau có họa tiết hình học đẹp mắt.